3. Mình nghe nó nói trắng trợn lắm. Nó, anh ơi, tối nay anh có rảnh thì tới cái điểm nó hẹn ở khách sạn số mấy, phòng số mấy nữa. Thế là chị mở cửa, ảnh lấy cái nón bảo hiểm em. Anh đập như đầu chị luôn. Rồi lúc đó chị choáng, chị bất ngờ luôn, chị không đỡ được cái cú đánh đâu nữa. Đập mà chị không thấy đường luôn đó nha. Đập đến nỗi mà cái nón có vỡ đôi luôn mà em. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Người Thứ Ba. Sau một tuần thì chúng ta lại gặp nhau. Không biết rằng là câu chuyện của chúng tôi mang đến cho quý vị vào tuần rồi, thì đến thời điểm này sau một tuần chúng ta đã tạm lắng lòng của mình xuống hay chưa? Rõ ràng là mỗi tuần chúng ta lại gặp một nhân vật, mỗi tuần chúng ta lại được gặp gỡ một câu chuyện. Và đến thời điểm này rồi thì cũng chưa có một câu chuyện nào mà nó có chất liệu giống y chang với một câu chuyện nào đó trong cái hành trình của Người Thứ Ba. Nỗi đau có thể là gần giống nhau khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh tương đồng. Nỗi đau có thể là được liệt kê thành từng nhóm, nhưng mà cái cơn đau đó ở mỗi người thì chắc chắn là sẽ không bao giờ giống nhau. Và cũng như thế cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một hành trình mới. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới và nhân vật của chúng ta thì chắc chắn là họ cũng sẽ mang đến cho chúng ta những cái hình ảnh cũng vô cùng đặc biệt trong câu chuyện của họ. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người sẽ cùng làm quen với nhân vật tuần này. Người Thứ Ba xin phép kết nối với nhân vật của chúng ta. Xin mời nhân vật giới thiệu mình với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Hiện tại mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình năm nay được 50 tuổi rồi. Và công việc của mình là mình buôn bán hàng tải, sắp tải. Với cái giới thiệu về tuổi của nhân vật thì em xin phép sẽ gọi là chị. Chị ơi, cho em hỏi rằng là vậy có nghĩa là mình đã ly hôn với chồng mình hay là như thế nào ạ? Mình hiện tại thì mình cũng đã ly hôn rồi. Từ khi mình cưới thì tụi mình làm rồi có tiền rồi mua nhà riêng ở. Dạ. Mình cũng ở với nhau, cũng sống với nhau ở tại nhà riêng chứ không ở chung với mẹ. Thì những năm tháng đầu đó, cái không khí gia đình của mình và cái sự chăm sóc mà anh dành cho chị á, nó như thế nào chị hả? Thì ai cũng vậy, gia đình nào cũng vậy á. Khi mà lấy nhau rồi mới nó thấy nó mới mẻ và hạnh phúc lắm. Rồi sống với nhau vài chừng mấy năm á thì nó tự nhiên nó từ từ giãn dần. Cái đó thì do nguyên nhân chắc tác động của hai bên. Chị thì lo làm ăn rồi ảnh thì chắc cũng đi bên ngoài nhiều, giao tiếp bạn bè gì đó. Rồi cái chuyện nó sẽ dẫn đến cái đó từ hồi nào chị cũng hay. Cái lần đầu tiên mà chị phát hiện ra một cái tình huống mà mình tin chắc là có người thứ ba chen vô gia đình của mình rồi, là cái thời điểm đó là mình đã kết hôn được bao nhiêu lâu? Kết hôn cũng được mấy năm thôi. Thường á chị, người ta nói là vợ chồng á thì khoảng 5 năm đầu hôn nhân á là 5 năm sóng gió cũng có, nhưng mà nó vẫn còn mặn nồng lắm. Vậy thì cái ải đầu tiên 5 năm này thì cái việc mà mình phát hiện ra cái mối quan hệ với người thứ ba là nó qua 5 năm chưa hay là nó vẫn còn chưa tới 5 năm? Dạ, qua 5 năm. Dạ, cái tình huống mà mình phát hiện ra sự kiện nó là như thế nào chị? Thì tình cờ chị cũng nghe một anh bạn, ảnh cũng điện thoại, ảnh nói với ảnh á. Thì ảnh cũng rủ rê nó, tối nay tụi mày có rảnh thì hẹn nhau ở địa điểm chỗ đó. Với lại ảnh hỏi là bao nhiêu người đi, rồi thì chị thỉnh thoảng chị nghe thì bên kia có nói là có mời mấy cô bạn này nọ, đồng nghiệp ở bên nó, bên cũ á, cũng có đi. Và theo đó chị cũng nghe là ảnh nói là cái cô đó như vậy, nó tôi có gặp một lần. Và chị cũng phát hiện là cái mối quan hệ này chắc cũng là lâu rồi đó, cho nên là ảnh đã biết lâu rồi. Cho nên là sau này chị mới thấy cái để ý điện thoại của ảnh cứ rơ rế, là sau này là chị thấy được cái số điện thoại lạ. Thì tình cờ chị cũng bắt máy, nghe giọng người nữ đó, nhưng mà chị không có lên tiếng. Chị cứ để giống như là ảnh nghe đó. Đó, chị không lên tiếng. Thì chị nghe được cái câu chuyện của cổ nói. Rồi xong là chị nghe xong là chị mới cúp máy, chị không trả lời vậy đó. Dạ, lần đầu tiên mà mình nghe được cái giọng của một cái người được coi như là một cái mối nguy của gia đình mình đó. Thì cổ đã nói cho mình nghe cái chuyện gì vậy chị? Mình nghe nó nói trắng trợn lắm. Nó, anh ơi, tối nay anh có rảnh thì tới cái điểm nó hẹn ở khách sạn số mấy, phòng số mấy nữa. Cho nên mình cũng chân hẳn cái điều bất ngờ luôn chứ không. Mình cũng bất ngờ cái đó, điều đó thôi chứ mình không có nghĩ. Mà mình nghe rồi mình đứng cứng luôn, mình không muốn trả lời vậy đó. Nhưng mà mình biết, mình cứ giữ sự im lặng. Đó, rồi từ từ mình khai thác từ đó lên. Rồi sau này ảnh mới phát hiện
ảnh nói ủa sao bữa đó ảnh phát hiện, ảnh mới hỏi chị là mà em có cầm máy anh nghe điện thoại không, thì chị nói không, chị biết là thế nào anh sẽ phát hiện chị cầm máy thôi. Đó, thế là ảnh mới nói là tại sao số điện thoại của tôi làm ăn em lại bắt máy. Thì tụi chị gây lộn nhau, nói vợ chồng, vợ chồng thì anh bận thì tôi cầm máy, thấy điện thoại rung thì tôi cầm máy tôi nghe giùm thôi, chứ có gì đâu mà quan trọng nói với anh dữ vậy. Ảnh mới nói là thì hả bây giờ riêng riêng biệt cá nhân là điện thoại của ai mà nó nghe, của tôi thì để yên nó đi, không được nghe nữa. Cái chị bữa đó chị cũng tức rồi chị, nhưng mà chị chưa nói cho ảnh biết, chị cứ âm thầm vậy đó. Chị để coi sự cái dài này của ảnh với lại cái cô ta đó là quen như thế nào, và chị còn đang tìm hiểu mà, cho nên chị cứ để thoải mái cho ảnh. Rồi xong chị im, rồi ảnh cũng dằn mặt chị, ảnh nói vậy đó. Thì ảnh từ lúc đó là tụi chị có cái mối cạn nước rồi đó. Thực ra cái này em hỏi thì không biết nó có nhạy cảm hay không, nhưng mà cái chuyện mà không rờ vào điện thoại của nhau nó kéo dài bao nhiêu lâu vậy chị? Sau khi mình có con, tụi mình có con rồi đó, thì cái nó với lại lúc đó là chị cầm máy của ảnh chị bắt á, là ảnh đã biết rồi cái cô bên kia nói như thế nào đó. Nói mà sao em gọi anh trả lời, thì ảnh phát hiện là chắc thế nào có người bắt máy là chị thôi. Là cái từ lúc đó là tụi chị đã rạn nứt rồi. Cái việc đấy nếu như mà mình quyết định là mình đã biết chắc chắn là chồng có một cái người ở bên ngoài, rồi lại gật đầu để đồng ý với nhau một cái điều là như vậy thì thôi bây giờ điện thoại của ai thì người đó sử dụng và không rờ tới nhau nữa, vậy thì cái đời sống hôn nhân của mình sau đó nó như thế nào? Em không nghĩ rằng là nó sẽ bình thường đâu. Đúng rồi em, áp lực lắm em ơi. Với lại mình cảm nhận thấy, mình thấy giống như là cái hạnh phúc đó nó tan vỡ, cho nên mình cũng không có muốn, mình cũng không muốn là níu kéo, tại vì mình biết thế nào là anh ảnh đã cương quyết như vậy mà ảnh đối xử với mình như vậy rồi, thay vì ảnh là một người đàn ông, là một người chồng đi, ảnh phải nói như thế nào với mình. Đằng này ảnh cứ cố chấp, rồi ảnh coi như là đụng tới chuyện của ảnh là ảnh hay đập đồ lắm, ảnh đập tivi, ảnh đập chén gì, mỗi lần tụi chị gây lộn nhau cấm gây cấm lắm em ơi, cho nên chị thấy chị buồn lắm. Cho nên chị muốn để từ từ cái đó là chị phát hiện một lần là chị sẽ giải quyết một lần luôn, nên chị cứ để âm thầm vậy đó theo ý của dành chị. Chứ còn chị biết nắm được cái tính của ảnh nóng lắm, ảnh kỳ cục lắm em ơi. Nếu vậy thì cho em hỏi, chỉ là lúc mà ảnh giận lên sau đó thì thường thì đập đồ, nhưng mà có đập người không, có đập vợ đập con không? Sau vài trận sau cãi vã nữa đó thì ảnh mới có cái thái độ khác với chị nữa, còn dữ dằn hơn nữa. Nhưng nhiều lúc á ảnh chở chị đi về đó, rồi chị mở cửa đó, rồi điện thoại tới thì chị chỉ liếc nhìn ảnh thôi, là chị không nói gì nha. Rồi chị nói chứ vô nhà đi, chứ về mới tới nơi hả đội ré sùm ngoài đường, ngoài đường từ dọc đường. Là chị thấy chị cũng bực bội rồi, chị nghĩ là chắc cái cô đó gọi hẹn hò hay sao rồi đó, nhưng mà chị chỉ nói vậy thôi đó. Thế là chị mở cửa, ảnh lấy cái nón bảo hiểm đó em, ảnh đập ngay đầu chị luôn. Rồi lúc đó chị choáng, chị bất ngờ luôn, chị không đỡ được cái cú đánh đó nữa, đập mà chị không thấy đường luôn đó nha. Chị tưởng đâu là bữa đó là chị như sẽ như đổ máu hay là gì, nhưng mà chị có say sẩm chút xíu thôi, nhưng mà vô ảnh thấy ảnh bình thường, đập đến nỗi mà cái nón có vỡ đôi luôn mà em thấy cái lực của ảnh đánh chị như thế nào. Và con có chứng kiến, có lần nào con chứng kiến những cái trận đánh đó của ba dành cho mẹ không? Con chưa chứng kiến, tại vì chị không thích cho con chứng kiến, tại vì nó thấy là nhiều khi nó còn nhỏ mà mình ghim vào đầu nó nhìn thấy cảnh nó thì cũng tội cho nó. Thế gia đình của chị có biết rằng là ảnh đối xử tệ với chị không? Không luôn. Nói chung là mấy bước đầu là chị cứ giữ âm thầm cho chị thôi, chị không muốn ai phải biết hết á, tại vì họ chưa biết rõ chính xác, chứ hay kể cả chị chưa có nắm rõ chính xác nữa, cho nên là chị cứ để âm thầm từ từ vậy đó. Nhưng mà mọi cái là chị chịu đựng là như vậy. Thì cho em hỏi chỗ này nha, cái chuyện mà biết có người thứ ba là mình đã biết rồi, rồi cái chuyện mà ảnh thể hiện rõ ràng là ảnh không quay đầu là ảnh cũng thể hiện rất công khai,
Rồi anh đưa ra cái đề nghị theo kiểu là đừng có nước sông, đừng có phạm nước giếng, đời của đứa nào đứa đó biết đi, thì có nghĩa là anh cũng không có chí hướng gì trong cái việc quay đầu và xây dựng gia đình. Nhưng mà chị vẫn chịu đựng một mình thôi và chị đợi. Và thâm tâm chị cũng tự trả lời luôn rằng là ảnh cũng không yêu thương mình rồi, ảnh cũng đối xử tệ với mình rồi. Vậy thì em nãy giờ em vẫn thắc mắc là mình đợi cái gì vậy chị? Thì mình phụ nữ mình cũng đợi là đợi coi ảnh có cái thái độ nào đối với mình kiểu như một người vợ mà biết biết chịu đựng như vậy. Rồi những cái đó mình đã dành cho ảnh thì mình cũng nói với ảnh rồi. Nói tôi thiệt á, tôi cái mọi cái tôi đều chia sẻ cho anh, vui buồn thì tôi cũng chia sẻ. Mà ngược lại những cái của anh á, làm không đúng tôi nói một tiếng là anh bắt đầu anh nóng lên anh đánh tôi. Mà anh không nắm rõ sự việc là tôi chưa nói cái gì mà anh đã đập tôi như vậy. Mỗi lần nói con nhận là con đụng xúc phạm tới ảnh là ảnh hay đập đồ, với lại ảnh làm dữ dội lắm. Cho nên ảnh không có nghe rõ những, ảnh không muốn để chị nói một tiếng nào lên tiếng nào nói về ảnh đó. Ảnh giống như là một người đàn ông coi như là bảo thủ lắm em ơi, bảo thủ với lại ích kỷ cho riêng mình lắm, cho nên mọi cái ảnh không muốn nghe ai nói hết đó. Khổ như vậy đó em. Cuối cùng là chị đã cố gắng và chị gọi cái sự cố gắng đó của mình là nhường nhịn đó, là để cho ảnh quay đầu trong bao nhiêu lâu? Mức chịu đựng của mình 2 năm là mình có làm hết sức chịu đựng. Rồi khi mà cái sự kiện gì mà chị cảm thấy là cái ngưỡng của mình nó tới đó rồi, cái sự việc nào mà nó đã khiến chị là có thêm một cái quyết định kế tiếp nữa? Thì bước sau chị rình theo nặng để chị tìm hiểu coi nó có mức độ như thế nào, mà thật sự là hai người đã đến với nhau qua những buổi đi ăn xong rồi tới khách sạn, điểm hẹn khách sạn, rồi chị đi vô chung với một người nữa. Và chị phát hiện, tại vì chị không có đi một mình, là chị nghĩ cái tánh của anh nóng anh không kèm được, nếu mà chị sợ là lỡ anh có thấy hay là anh ấy thì chị không có kịp đỏ đâu. Rồi chị phát hiện là từ đó là coi như là tụi chị về là bắt đầu chị nói rõ ràng vậy á. Đầu anh suy nghĩ, anh nói là nếu mà đàn ông nào cũng vậy đó, anh đổ thừa các cái là do cho chị hết. Nhưng mà anh không biết suy nghĩ là anh đã làm gì và anh đã xử với chị như thế nào. Những cái điều mà anh đổ thừa cho mình đó, thì chị nhớ là anh đổ thừa những cái việc gì không? Tại mình mà ảnh mới làm như vậy. Thì chị nghĩ là chắc cũng về hạnh phúc hôn nhân, về chăn gói đó em. Chị không có ngủ chung, hai người ngủ riêng. Sau cái cuộc nói chuyện của hai người khi mà chị đã bắt gian ở khách sạn như vậy rồi, thì hai người quyết định như thế nào cho cái cuộc hôn nhân của mình? Thì bắt rõ ràng thì chị về với gia đình, chị nói rõ cho gia đình biết vậy đó. Rồi xong rồi gia đình chị, mẹ chị can thiệp vô, nói nếu mà vợ chồng của con á, ai cũng đã đủ lớn tuổi này nọ, có con cái rồi thì tự quyết định. Còn ba mẹ thì đứng ở phía ngoài, nhưng mà ba thấy tụi con nên quyết định dứt khoát. Mẹ với ba khuyên chị vậy đó. Chị cũng nói là bây giờ con không muốn sống nữa. Rồi sau này là ba mẹ chị nói bây giờ tụi bay có muốn sống với nhau thì sống, còn không muốn sống thì đừng làm khổ nhau nữa. Đó, rồi ký giấy ly dị, ly hôn đi để khỏi ràng buộc nhau. Rồi các chị mới nghe là chị nói là thôi, về con cũng muốn là giữ hạnh phúc gia đình, nhưng mà ảnh không có thay đổi thì thôi, bây giờ con cũng quyết định là một lần luôn, dứt khoát luôn. Ký giấy ly dị, ảnh nói bây giờ tôi không muốn ký giấy, thì chị ký, ảnh cũng ký. Rồi dài 1-2 năm nữa đó, sau đó ảnh làm căn với chị. Đó, ảnh nói chia tài sản này nọ tùm lum hết á, đàng hoàng tôi mới ký. Rồi chị mới nói tài sản gì của anh trong đây, anh không có tài sản nào hết trơn á, bao nhiêu tài sản anh đem hết cho cái người đó ăn hết rồi, bây giờ anh đòi tài sản lấy đâu ra nữa. Chủ động chị ký giấy rồi, còn cái giấy của ảnh được sau này ảnh mới suy nghĩ là ảnh ký chắc do một phần con bên kia thì nó khúc sao đó, nó nói chuyện sao với ảnh rồi ảnh mới ký đó. Có nghĩa là thực ra trong 2 năm ảnh không có muốn ly hôn, theo chị là vì ảnh muốn níu kéo gia đình, hay là bởi vì với ảnh cái chuyện tài sản nó là một điều cần được giải quyết mà ảnh không ly hôn? Là vì tình cảm gia đình hay là vì tiền? Ảnh thì ảnh chắc cũng vì tiền đó em ơi. Cái tình cảm là coi như ảnh mà thôi, ảnh không cần tình cảm đâu. Ảnh nói đến với người này người kia coi như là nhiều lắm em ơi, chị cũng đã thấy chứng kiến được, cho nên chị bất mãn cái chỗ đó lắm em ơi. Vậy thì cái tài sản chung của hai người là có không, để ảnh phải có 2 năm trời ảnh giành giật như vậy?
tài sản của ảnh thì bao nhiêu ảnh ăn nhậu ảnh cho gái hết trơn lấy gì, còn còn tài sản của chị thì của chị chứ không thể nào mà chia đôi. Ví dụ như là mình xây nhà nè, mình xây nhà rồi các cái tài sản khác là tất cả ngay từ đầu là đã đứng tên chị hết. Nhưng mà mình có làm những cái thủ tục để xác nhận rằng đó là tài sản riêng của vợ không? Bởi vì cái chuyện ai đứng tên trong một cái mối quan hệ mà sau khi chúng ta kết hôn á, thì nó phải được chứng thực bằng cái việc là người bên kia phải đồng thuận rằng là họ không can dự vào cái khối tài sản đó. Thì từ lúc mà chị á đã thấy ảnh có cái những cái tật xấu như vậy rồi, cho nên khi mà giấy tờ, mọi cái giấy tờ từ lúc mà nghe điện thoại nó là cá nhân của ai thì người đó không cần đụng chạm, cho nên chị mới quyết định là sau này là giấy tờ hay là bất cứ gì là chị đứng riêng chị hết, không có tên của ảnh, cho nên là không có phần của ảnh trong đó đó, còn của ảnh là xài riêng cho ảnh. Nói chung là hai người làm có, nhưng mà mạnh ai người đó giữ chứ chị không có nắm đó, cho nên mình cũng quyết định được cái điều đó. Nhưng mà ảnh thì ảnh muốn cho chia tài sản, chị nói không, bây giờ anh có giấy tờ trên là toàn là bộ là của tôi hết, ngay cả điện thoại anh đã nói từ đầu, lúc đó là tôi đã thấy con người anh như thế nào rồi đó, làm sao tôi có thể tin anh được đấy. Rồi sau đó là chị bác đã quyết định theo ý của chị, tại chị nắm là con đường thế nào cũng sẽ đi như vậy, cho nên mọi cái trên giấy tờ là chị đứng hết. Có nghĩa là thực ra thì một mặt thì mình nói rằng là mình vẫn coi để coi là chồng có quay đầu hay không, chồng có đổi tính hay không. Nhưng mà song song đó là mình cũng đã chuẩn bị cho cái việc đó là hai người phải ly hôn với nhau. Và mình đã thủ thế cái câu chuyện về tiền bạc, về tài sản của mình rồi. Chị khác những người phụ nữ khác lắm em ơi. Khi mà chị đã nhìn thấy một cái vết vậy là chị có những cái nhạy cảm của chị nó tinh vi lắm, không thể nào nói được. Nhiều khi có những chuyện người ta không biết nhưng mà chị biết trước, nhưng mà chị biết cái đường đó nó sẽ ra như vậy đó, cho nên chị thủ cho chị, chứ chị không muốn sau này đắc đối về cái đó. Em vẫn còn cảm thấy khó hiểu ở chỗ đó là nếu như theo những lời mà chị chia sẻ thì cái việc mà anh đối xử với vợ cũng không có tốt, anh cũng không ngọt ngào, anh cũng không dịu dàng, anh cũng không tử tế gì hết, vậy thì anh đối xử với con á nó có tốt hay không? Để rồi chị tự thấy rằng mình là một người phụ nữ nhạy cảm và mình biết rằng cái chuyện chia tay là chuyện sớm muộn thôi, thì tại sao không chia tay luôn ngay từ sớm, để rồi mình phải kéo dài mấy năm rồi sau đó lại phải chịu cái cảnh là đập đồ rồi còn bị đánh rồi còn bị gọi là bị sỉ vả như thế mà ngay từ đầu mình không quyết đi? Ảnh có một cái điểm tốt nào để trong suốt những cái năm tháng đó chị vẫn còn nuôi hy vọng? Thì chị nuôi hy vọng là chính vì con cái, cho nên chị cũng muốn là ảnh sẽ có cái thay đổi mới để ảnh hướng về những cái suy nghĩ khác, nhưng mà thật sự là không ngờ là như vậy. Còn cái quyết định vậy thì chị cũng nói với con như vậy đó, nó nói mẹ thì mẹ thương con, ba cũng thương con nhiều nữa, thôi mẹ cố gắng chiều ba đi, rồi biết đâu ba có sự thay đổi. Cái chị nói là không được, mẹ bây giờ mẹ quyết định mẹ không có thể nào chịu đựng được nữa. Thì chị cũng nghĩ thôi để cho thêm một vài năm để coi sao, nhưng mà nào ngờ thì ảnh cũng vẫn cứ như thế thôi. Cho nên chị quyết định một lần một cho xong cho rồi. Bây giờ mình đã rời khỏi cái cuộc hôn nhân đó rồi, nhìn lại thì mình thấy rằng là mình có đánh mất cái điều gì trong suốt những cái năm tháng hôn nhân đó không chị? Em hỏi gì cũng buồn lắm, phụ nữ mà em. Chị cũng muốn giữ hạnh phúc cho mình, chứ mình không muốn đánh mất một thứ gì đâu em. Chị cũng muốn như bao nhiêu người gia đình khác có hạnh phúc, có gia đình, có cha mẹ với nhau ha. Nhưng mà chị không muốn gia đình phải ly tan hay là tan vỡ. Cũng buồn cho con thôi, nếu mà con không có cha bên cạnh thì cũng khổ. Chị không muốn là gia đình mình đi đến mức phải ly hôn đâu. Chị cũng muốn là có một hạnh phúc gia đình, có gia đình xung quanh này nọ, bao nhiêu người nằm ấm như bao người thôi, chứ chị không muốn như vậy. Nhưng mà cái số chị nó đã như vậy rồi, giờ chị có kiếm nắm giữ chị cũng không giữ được nữa đó. Chị là người vợ chị cũng đã chịu đựng rồi, chị cũng đã nhận nhịn ảnh rất nhiều mẹ, nhưng mà bây giờ chị sức chịu đựng của chị bấy nhiêu mà chị không có kéo dài được nữa. Chị kéo dài nữa là cái đó là chị cũng nghĩ là thiệt cho chị thôi, mà rủi có chuyện gì thì chị cũng sợ tội cho con đó, cho nên bây giờ chị mới dứt khoát luôn. Mặc dù nghe chị kể thì nó không rõ ràng lắm về chi tiết, nhưng có thể thấy rằng là những tháng ngày hôn nhân đó chị đánh mất cái niềm vui, chị không cảm thấy mình hài lòng trong một cái đời sống hôn nhân gia đình như vậy. Vậy thì cho em hỏi ngược lại đi, bây giờ hỏi cái nỗi buồn á thì nó buồn quá vậy, mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân thì chị thấy cuộc đời chị nó khỏe ở cái chỗ nào? Chị
sau khi thôn thì mình thấy cái mình thấy mọi điều nó cảnh như cái gai trong mắt mình, nó mình không cần phải quan tâm cái này nữa, mình giữ tinh thần mình ổn định hơn nữa nè, đỡ cái sự lo lắng hơn. Cho nên điều tốt hết, mình có duyên thì mình còn sống với nhau đời đời, nhưng mà bây giờ cái duyên chị nó đã hết như vậy rồi đó, cho nên chị cảm thấy vui, cảm thấy nó thoải mái tự do hơn nhiều đó em. Vậy thì theo chị có tin rằng là một cái cặp gia đình nào đó mà người ta vẫn đang sống với nhau và thực sự họ cũng thoải mái lắm, họ cũng không chịu đựng gì nhau đâu, chị có còn cái niềm tin đó không? Chị cũng có niềm tin á, nhưng mà thôi bây giờ chị ngán lắm rồi, chị không muốn bước thêm một bước nữa. Nhưng mà thôi thì đằng nào câu chuyện nó cũng đã qua rồi, và việc của mình là đi về phía trước. Vậy thì chị ơi, mình có quyết định là mở sáng camera không? Sau khi mà mình đã chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người rồi, thì bây giờ chị có quyết định là bật đèn để chào tất cả mọi người một cách công khai không? Theo chị cũng muốn, nhưng mà thôi chị cứ giấu đi, chứ để nếu mà ấy đưa lên thì sợ, chị sợ ảnh hưởng đến chị thôi. Đó, cho nên thôi chị cứ em cứ đừng có mở công khai cho chị đi, là tốt hơn cho chị. Dạ. Những cái điều nào mà mình nghĩ rằng là nếu như mà mình công khai á, nó, những cái rắc rối nào sẽ là những cái rắc rối nó đến với mình chị? Ở bên gia đình nhà chồng á, sợ nếu mà có xem được hoặc là thấy được á, rồi đâm ra họ nói mà họ không nói thật, rồi bắt cầu rồi đâm chọt với nhau, rồi nói ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Bây giờ chị hiện tại chị thấy cũng ổn chút rồi, cho nên chị không muốn quấy rầy cái cuộc sống của chị không muốn khơi lại. Dạ. Đúng rồi, tất cả chúng ta đều có quyền mưu cầu một cái cuộc sống bình an, và điều đó dĩ nhiên là chương trình rất là tôn trọng chị. Như vậy thì khi mà mình kết nối với người thứ ba, thì cái thông điệp quan trọng nhất mình muốn chia sẻ điều gì đến với tất cả mọi người đang theo dõi chương trình chị hả? Tất cả những cái gì của chị chia sẻ lên đây, chị cũng muốn là những gia đình mà có gia đình hạnh phúc thì chị cũng chúc phúc cho những người đó. Còn nếu mà có hoàn cảnh đồng tâm giống như chị đó, thì họ nghe được thì chắc họ cũng cũng đồng ý với những cái gì chị đã chia sẻ trên đây, và chắc chị cũng thấy không có thiếu gì hoàn cảnh như chị đâu ha, với lại nhiều người còn tệ hơn chị. Chị thấy chị cũng hiểu như vậy. Cho nên thôi thì bây giờ chị chia sẻ ở đây đến phụ nữ, chị cũng chúc cho mọi người phụ nữ như chị em mình á, nếu ai có được hôn nhân thì luôn luôn giữ được hạnh phúc đầm ấm bên người thân và gia đình. Cảm ơn chị đã dành lời chúc cho mọi người. Quý vị khán giả thân mến, đúng là mỗi tuần một câu chuyện. Thực tế thì với câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng là đúng là cái duyên, cái phận á, nó vận vào nhau như thế nào, nó là cái câu chuyện của mệnh số. Con người sẽ phải nỗ lực hết mình trong cái hành trình đi tìm hạnh phúc. Bạn có quyền dừng lại hoặc là đi tiếp, nhưng nếu như chúng ta lựa chọn đi tiếp thì chúng ta sẽ phải rất là nỗ lực để tìm cách gắn kết giữa hai bên. Sẽ rất là khó để có một cái hành trình đi cùng nhau, nhưng mà cái gắn kết rất là lợt lạc, lỏng lẻo thì khó mà có được một cái cặp đôi đồng cam cộng khổ với nhau trong hôn nhân. Trong trường hợp mình đã cố gắng hết sức để có thể kết nối thì cũng nên có một cái giới hạn nhất định để chúng ta hiểu rằng nỗi đau tới đó thì nên dừng lại. Và thêm một lần nữa chúng ta lại bắt gặp một cái tâm tư, đó là vì con mà có thể nuốt giận, vì con mà có thể cho qua tất cả. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn rất muốn nhắn nhủ mọi người rằng đứa trẻ lớn lên không đơn thuần là chỉ cần có một người cha và một người mẹ ở bên cạnh mình về số lượng, mà cái điều quan trọng là đứa trẻ cần phải được chứng kiến cái gắn kết giữa cha và mẹ phải là một cái gắn kết lành mạnh, thì điều đó mới thực sự là cái giá trị đích thực của một gia đình. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe câu chuyện của chúng tôi vào mỗi thứ ba hàng tuần vào lúc 20 giờ. Rất là hy vọng rằng câu chuyện dù ngắn ngủi nhưng cũng đã để lại cho quý vị những bài học, những kinh nghiệm để chúng ta có thể quay trở lại và chỉnh sửa hoặc là cảm thấy yêu quý cái cuộc sống hiện tại của mình nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.